đàn ông này hình như đang tìm thứ gì đó, nhưng thực ra thì đây là Bắc Cực. Anh ta đào đất tạo thành chữ cầu cứu cực lớn. Máy bay của anh ta bị hỏng nên anh ta đã ở đây lâu rồi. Đồ ăn chủ yếu là cá câu được từ bên dưới hồ băng. Nhưng mà hôm nay không được may mắn như vậy. Đột nhiên cần câu bên cạnh có động tĩnh. Đúng là phía đông không được thì có thể xem phía tây. Sau đó anh ta để cá vào bên trong thùng để ăn dần. Một vùng trắng xóa không có nổi bóng người. Máy bay đã hỏng là nơi anh ta ở, không có những công cụ cần thiết, nên anh chỉ có thể lựa chọn dùng dao cắt ăn sống luôn. Mỗi ngày anh ta đều đi ra phát tín hiệu cầu cứu. Không có điện chỉ có thể dựa vào tay. Đèn đỏ cũng không có ai phát hiện ra anh ta. Nhưng anh ta vẫn kiên trì. Không biết là qua bao lâu thì đồng hồ chỉ tới thời gian anh ta nên quay về rồi. Lại là một ngày khiến cho anh ta thất vọng. Có thể là do tai nạn nên anh ta đã mất đi hai ngón chân. Anh ta đội mũ len rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Cái đống đá đen ngòm này, ở bên dưới nó là thi thể của đồng đội anh ta. Ngày hôm đó đột nhiên anh ta phát hiện ra hòm đã mất rồi, chỉ còn lại có chút thịt cá. Mới cúi đầu thì anh ta nhìn thấy có hình dạng chân của một con gấu cực lớn. Anh ta có phần sợ hãi, cho nên nhanh về phía máy bay. Nếu như anh ta mà bị bắt được thì đúng là lành ít dữ nhiều. Ngày qua ngày nhưng anh ta vẫn không từ bỏ hy vọng của mình. Chú gấu Bắc Cực đang ở phía xa đi lại. Ngày hôm đó gió lớn kéo đến. Khi anh ta muốn quay về thì đột nhiên đèn xanh lại sáng. Tuy là thời tiết rất tệ nhưng anh vẫn nỗ lực tạo ra điện. Đèn xanh không ngừng lóe sáng. Anh ta ở trong tuyết tìm kiếm thì phát hiện một chiếc máy bay. Anh ta nhanh chóng phát ra tín hiệu cầu cứu. May mắn là chiếc máy bay này cũng phát hiện ra anh ta. Nhưng mà do nguyên nhân của thời tiết, cho nên chiếc máy bay không khống chế được. Cuối cùng thì nó ngã xuống đất, trong phút chốc máy bay bốc đầy khói. Anh nhanh chóng chạy qua đó cứu người, anh ta mở cửa. Người lái máy bay đã chết rồi. Anh kéo thi thể ra bên ngoài. Sau đó thì cứu một người khác, may mà cô gái này vẫn còn sống. Nhưng mà lại bị thương rất nghiêm trọng. Anh ta lập tức tìm được đồ cứu thương, cầm lấy đồ băng bó vết thương cho cô gái. Gió tuyết quá lớn không có cách nào đi được. Anh ta chỉ có thể ngủ ở bên trong trực thăng một đêm. Sau khi tỉnh dậy thì anh ta bắt đầu tìm những món đồ dùng được. Mì ăn liền lúc này cũng thơm ngon tới như vậy đấy. Anh viết lại hành trình trên máy bay. Sau đó dùng cửa máy bay làm một cái ván trượt tuyết. Sau đó thì đưa cô gái về nơi mà mình ở. Anh để cô gái nắm lấy tay mình, không ngừng dùng lực để cho cô gái tỉnh lại, lấy lại được ý thức. Sau đó thì anh ta quay về bên máy bay trực thăng, rồi cởi đồ mà tài xế đang mặc trên người. Sau đó thì làm cho anh ta một cái mộ có đá đánh dấu. Anh tìm thấy dụng cụ đốt lửa. May mà trên người của tài xế lại có một cái bật lửa. Tất cả món đồ anh đều kéo về máy bay của mình. Anh treo đồ của gia đình ở cửa máy bay. Người đàn ông này cẩn thận cởi quần áo của cô gái ra, lấy thuốc để xử lý vết thương bên ngoài cho cô. Vì Bắc Cực lạnh lẽo mà cô gái trở nên mơ hồ. Lần đầu tiên anh ta có được ngọn lửa ở nơi đây. Anh ta tìm trên bản đồ trạm cứu hộ ở gần đó, nhưng mà quá xa nơi này. Đột nhiên bên ngoài có âm thanh truyền đến. Hóa ra là đã có một con cá vô cùng lớn cắn câu. Anh ta hưng phấn hét lớn. Sau đó anh ta còn nấu được một nồi mì cá lớn. Anh ta còn không ngừng đút cho cô gái kia ăn. Anh ta lại đi phát ra tín hiệu cầu cứu. Thuốc cũng đã hết rồi. Ý thức của cô gái bây giờ cũng xem là còn tỉnh táo. Anh ta có ý định đến là trạm cứu hộ gần đó. Anh ta làm rất nhiều cần câu cá hơn. Sau đó thì anh bắt được rất nhiều cá. Sau đó anh ta để lại tên của hai người trên máy bay, rồi chuẩn bị mọi thứ cần thiết, lấy cả nước dưới biển, mang theo ảnh gia đình. Cô gái bị anh buộc thật chặt vào ván. Cứ như vậy bọn họ đã rời khỏi nơi trú ẩn duy nhất. Tuy là có tuyết trơn nhưng anh ta vẫn rất mệt, còn không quên cho cô gái uống nước. Anh ta ký hiệu trên bản đồ, nhưng chỉ mới đi được có một chút đường. Đến tối thì anh ta lại dùng sẻng để đào tuyết thành một cái động lớn. Hoàng hôn ở Bắc Cực rất đẹp. Hai người trốn ở bên trong động, dùng cá mà họ mang theo ăn. Anh ta cẩn thận chăm sóc cho cô gái. Ngày thứ hai bọn họ lại tiếp tục lên đường. Nhưng mà tuyết rất đặc và dày, mỗi bước cũng khó khăn. Nhưng thời tiết cũng không phải luôn tốt, bão tuyết luôn ngăn chặn bước đi của họ. Trên đường, anh ta còn tìm được thẻ của người mà rất lâu rồi mình không gặp. Bọn họ đi tới một ngọn núi. Nhưng mà đây là đùa hay sao? Bản đồ này vốn dĩ không giống như ở đây, rõ ràng là không có núi. Nếu muốn đổi đường thì họ phải đi gấp đôi đường. Anh ta bỏ cuộc kéo người lên, một mình leo lên đỉnh núi để quan sát trước. Sau đó thì đi xuống cột dây vào, từng chút kéo người lên. Anh ta đã thành công, nhưng cô gái bị thương lại không dễ dàng như vậy. Anh ta dùng toàn sức lực nhưng vẫn không ngừng làm rơi xuống. Đến cuối cùng thì anh ta cũng không giữ vững được, ván trượt không ngừng lao xuống rồi đâm vào đống tuyết dừng lại. Anh ta nằm dưới đất thở hổn hển, không còn cách nào khác chỉ có thể lảo đảo đi. Sinh mệnh của hai người lúc này trở nên nhỏ bé. Đến tối thì anh ta phát hiện ra cửa một cái động. Anh ta đưa cô gái vào bên trong, sau đó lại lấy đồ vật mình mang theo vào. Anh đang nấu cá cùng với nước nóng. Cô gái không ngừng sốt, lần này cô gái không thể ăn nổi bất cứ món gì nữa. Cô gái chỉ có thể uống chút nước. Cho đến đêm thì anh ta nghe bên ngoài có tiếng động. Anh ta lấy công cụ quan sát một cách cẩn thận. Khi anh ta mới quay đầu lại thì một chú gấu Bắc Cực đập vào cửa động. Nó còn đứng lên không ngừng muốn đi vào. Nó phát hiện ra mình hơi lớn so với cửa động. Lúc này nó thông minh hơn nên đã đào đất để đi vào. Anh ta lập tức giơ đèn lên. Chú gấu vì vậy mà chói mắt. Anh ta không ngừng lại gần mới đuổi được chú gấu kia đi. Điều này khiến cho anh ta vô cùng sợ hãi. Bão tuyết ở Bắc Cực có lực cản trở rất lớn, không có cách nào để tiếp tục được hành trình. Anh ta tìm một nơi dừng lại để người phụ nữ xuống. Sau đó thì anh ta cố định lại trụ để chắn gió. Anh ta trốn vào trong túi ngủ. Sự lạnh lẽo khiến anh ta run cầm cập. Ngày thứ hai tỉnh lại thì tuyết đã phủ lên người bọn họ.
ly nước cũng đã đông lại, đều không mở ra được. Anh ta bắt đầu lê thân người mệt mỏi đi, tiếp tục hành trình của mình. Hai tay của anh ta đã cứng đơ, nhưng không lâu sau, anh ta phát hiện tay mình đã đổi màu. Vì để sưởi ấm, anh ta không thể không đốt đồ. Nhưng khi anh ta mở túi ngủ ra, thì phát hiện cô gái không thể uống được nước nữa, tay của cô gái lạnh lẽo. Lúc này anh ta kéo khóa túi ngủ, sau đó thì nghỉ ngơi, rồi một lúc sau lại mở túi. Khóe miệng của cô gái dính vết máu, vết thương cũng không lành lại. Anh ta do dự làm ra một quyết định vô cùng lớn. Sau khi thu xong đồ thì lại đi một mình, nhưng không cẩn thận nên ngã xuống dưới. Khi anh ta tỉnh lại thì phát hiện mình đã bị kẹt trong một hòn đá lớn, anh không thể nào thoát ra được. Động này thì lại rất sâu, anh ta cố gắng cử động thì đau đớn vô cùng, nhưng anh ta không thể bỏ cuộc. Sau đó anh ta lại thử hết lần này tới lần khác, cuối cùng thì âm thanh của thịt vang lên. Anh ta đã kéo được chân ra, nhưng anh ta chỉ có thể bò lên trên. May mà ở đây có một con đường để bò ra ngoài, anh ta thành công bò lên trên. Anh lại quay về nơi của người phụ nữ, cô gái chưa chết còn nói chuyện với anh ta. Điều này khiến anh ta tự trách, anh ta đã từng bỏ lại cô gái nên khóc lóc xin lỗi. Anh ta sau khi đẩy cô gái thì xử lý vết thương của mình, anh lấy một ít tuyết để đắp lên vết thương trên chân mình. Sau đó thì cột thật chặt lên chân rồi kéo theo cô gái đến trạm cứu hộ. Anh ta cho cô gái uống một chút nước còn lại, sau đó thì chọn lựa ăn tuyết. Nơi này cách điểm đến còn rất xa, nhưng anh ta đã không đi nổi nữa rồi. Anh ta phấn đấu lấy hết mọi đồ đạc ra rồi vứt đi, rồi một mình bò lên đỉnh quan sát. Lúc này ở phía xa xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng đang tìm kiếm. Anh ta trượt xuống bên dưới rồi nỗ lực đẩy cô gái lên đỉnh núi. Cuối cùng thì đã có hy vọng, nhưng cự ly lại quá xa. Anh ta có hét lớn đến thế nào thì cũng không có ai nghe thấy. Anh ta lấy ra một cây phát tín hiệu cuối cùng đốt lên, nhưng lại không có hiệu quả. Anh ta lấy luôn áo khoác giữ ấm cho mình cởi ra để có thể đốt cháy, hấp dẫn sự chú ý của máy bay. Nhưng mà sau khi chiếc áo cháy rụi thì máy bay cũng đi mất. Anh ta ôm cô gái lên, nhưng chỉ có thể nhìn thấy hy vọng sống sót rời khỏi nơi này. Anh ta nói với cô gái, cô không cô đơn, cô còn có tôi ở đây. Lúc này thì anh ta nắm lấy tay cô gái, hai người nằm ở trên tuyết nhắm mắt lại. Cuối bộ phim, máy bay bay tới phía sau bọn họ, cảnh phim cũng dừng ở đó. Tôi nghĩ chắc họ sẽ được cứu. Bộ phim cho chúng ta thấy được sự khắc nghiệt ở Bắc Cực, nhưng cho dù nó có khắc nghiệt đến đâu cũng không cản trở được hy vọng sống của con người. Qua đó